Oh.
quý anh chị có nhu cầu quan tâm tới một sản phẩm em vừa review trên đây, vui lòng hotline 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Anh chị có nhu cầu sử dụng những mẫu đèn led một bình như thế này, vui lòng hotline. Mẫu đèn led một bình ba đầu chạy độc lập như thế này cho ra được rất là nhiều những hiệu ứng. Trong video như nãy giờ em đã quay cho quý anh chị cùng xem và tham khảo. Nếu như quý anh chị có nhu cầu sử dụng, vui lòng hotline nha. Hẹn gặp lại anh chị em trong những video review các mẫu đèn led tiếp theo. Bye bye.